cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Đọc chữ ra gì đó, đọc chữ trên cái bong bóng kìa, có chữ đó. Nhân gian rắc rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi, trời ơi. Mở rào. Chào Lan, hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh. Em có một món quà muốn gửi cho anh. Cảm ơn. Đó là một cuốn sách ạ, thông điệp của nước ạ. Anh có thích đọc sách không? Anh cũng có hay đọc lắm. Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách Thông điệp của nước. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì. Nhà trai tặng bó hoa, thông điệp của hoa. Dạ, thì em thấy bạn là người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. Trời ơi, quá trời khéo miệng rồi. Hả, còn nữa hả? Dạ, thì mình có thêm một cái quà là một cái ly nước. Để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể nhớ tới mình. Dạ. Ủa, đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Dạ, tới đây cháu cũng cháu đứng ngưỡng con. Dạ, cháu rất ngưỡng mộ chú á, nên cháu cũng mong có một ngày đến đây thì cũng tặng chú một cái ly để chú dùng nước ạ. Cảm ơn con, trời. Dạ. Ơi thiệt nó chu đáo sợ luôn. Dạ, em cũng xin phép tặng chị ạ. Làm như quên luôn. Dạ chị rất là cảm ơn em. Em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly, các bình, nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước để uống. Nên rất là thích. Bây giờ á, đứng lên hát bài tặng bạn gái coi coi. Đó, mạnh mẽ lên nào. Rồi, nào. Em xin phép hát một đoạn trong bài Vì Yêu ạ. Cố lên nào, cố lên, cố lên. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi tay yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn cũng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rớt mưa sao chưa rớt nỗi buồn. Giờ gái đáp lại liền luôn. Em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương, đó là Một Ngày 200 Năm. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhớ lên ánh bình minh. Rồi, về chỗ ngồi đi. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào. Em muốn người bạn trai của em như thế nào? Là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình, có thể là giúp đỡ, giúp đỡ, sát cánh với mình những cái lúc khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Em cảm thấy mà hợp thì khoảng bao lâu thì em có thể xác định cho hôn nhân của mình? Hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà thật sự có những cái tiếng nói chung, có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể tính. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là, nói chung là làm cho mọi người á, cười rất nhiều. Nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình á, thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là thích đẻ mấy đứa con? Nói đi quan điểm của mọi người. Dạ theo con thì khoảng là ba, mình là ba là đủ. Thì con cái thì do con ông trời cho mình thôi. Em thấy hai là đủ. Nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính. Mình tính thì không bằng trời tính. Bây giờ có một chuyện vậy nè, đứa ở Bình Dương, đứa đang ở Sài Gòn đúng không? Dạ, nhưng mà em đang ở Tây Ninh. Về địa lý là nó hơi xa nhau đó. Rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy, rồi tính sao? Dạ 2 tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái. Chưa 2 tuần, nếu ta thương quá 1 tuần. Nếu mà thương quá ta ở dọn vợ luôn. Có ai bà con quen gì ở Tây Ninh không? Vợ gặp đâu có. Vợ gặp đâu có. Anh
Đấy là đối với em thì khoảng cách không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Đó, cái này vui nè, đó đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó. Từ từ nó mới vui. Đó. À. Mình đưa ra quyết định thôi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thì trước khi bấm nút mình có một món quà tặng cho em bất ngờ. Thì mong em nhắm mắt lại đi. Nhắm lại. Thấy nhà trai dạ, ga lăng chưa? Chúng mình lên đại chỗ lấy đi con, lấy gì lấy. Nhà trai có nhiều cái bất ngờ quá. Fan. Wow. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà. Thì mong em mở cái sợi dây. Thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh trong đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Đọc chữ ra gì đó. Đọc chữ trên cái bong bóng kìa. Có chữ đó. Nhân gian rắc rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi. Trời ơi. Đây nè, cái dòng này mới quan trọng nè. Để cao lên. Rồi, đọc đi. Anh đọc đi anh. Vậy yêu ơi, anh đợi em 26 năm bánh chưng này. Em cảm ơn anh. Món quà rất là dễ thương. Chương trình cũng đến đây cũng tạo cho mình một cái duyên, thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình. Rồi về ghế ngồi. Cảm xúc bây giờ con trời ơi. Anh xích ra đây này, xích ra đây. Đúng rồi, xích ra giữa nè. Anh cũng có món quà nho nhỏ. Dạ. Xin gửi tặng em. Anh ơi, cho anh xin phép được đeo em. À dạ. Trời ơi. Em quỵ xuống cái là rối luôn đó. Đại tay. Cảm ơn anh. Cảm giác thế nào? Rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy. Rất là cảm động. Ok. Rồi, về ghế ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi. Chúng ta lắng lòng mình lại. Cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó. Bấm với không là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mẹ tương lai ngồi đó đó. Dạ. Mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau. Dạ, con xin phép bác. Con xin phép được quen em Lan. Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài. Và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ. Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn. Rồi, bây giờ làm gì hai đứa đẹp quá cho nên sẽ tặng quà cho hai đứa. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng